Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Sáng giờ mất sửa máy em định làm mấy cái chế này dưới xe sớm luôn á, nhưng mà làm không kịp. Đó, thì em mới làm xong anh chị. Tại vì IC là em làm 5 cục anh chị ơi. Với đặng em làm qua chế nữa, tại không có thời gian á, chứ em không làm một cục, làm một cục lâu lắm anh chị. Làm một cục rồi làm tới làm lui rồi đo rồi ấy rồi tùm lum á. Nè, nãy là em đo vô đây nè. IC của em về là anh chị bỏ vô ngay chân luôn nha, không cần chế cháo vô nha anh chị. Sẵn đây em nói lại luôn, tại có nhiều anh là em bán rồi xong về gắn luôn IC tép á, nhưng mà của em là không có xài IC tép nha anh chị, là bỏ IC tép luôn, xài một cục à, là về là chỉ lắp thôi, không cần khoan dùi cắt gì chân á. Cái này là em làm xong rồi nè, giờ để test thôi anh chị đó. Thì cái chế à, còn đây em nói chế luôn nè, đây là chế 260 nè anh chị, để là TU. Còn cái chế này á, em kêu 330 chứ nó là chế 143 hoặc là 154 nha anh chị. 154 hay là gì ta? Đúng rồi, như 154 á. Đó. Là chế này anh chị nhìn thấy nó giống đúng không? Nhưng mà không có đâu nha, cái họng nó khác nha. Cái họng á. Nhưng mà cái đợt này về á, cái họng ở trong nó nhỏ hơn nha anh chị, nó hơi nhỏ xíu. Nó hết mẫu kìa, nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái chế này mắc hơn chế 430 luôn anh chị. Chế này mắc hơn chế 430 luôn nha. Chế này là thương hiệu đẳng cấp, không phải là hàng nhái, không phải là hàng nhái giống mấy chế khác anh chị. Đó, chế này mắc tiền hơn chế này nhiều lắm nha. Ừ. Anh chị nhìn anh chị cũng hiểu nữa, sắc sảo lắm. Nhìn cái nút nhôm nó cũng đẹp lắm. Đó, nhưng mà cái chế này chỉnh á, là nó theo cái chế xịn nha anh chị. Cái chế con ốc chỉnh nó anh ăn theo cái chế xịn đó. Đó, thì ở đây em làm sẵn nè, em làm mấy bộ. Anh chị thấy em làm cho khách nè, là em làm mấy cái bô e không nè. Bữa giờ em còn nợ quá trời đó. Em làm đi em gắn mấy bô e xịn không anh chị. Nhưng mà cái này em chưa bỏ mất lọc gió vô nha. Đó, là em test không thôi. Là nữa em bỏ mất lọc gió vô sao. Còn em bán là có em lên chế là phải gắn mất lọc gió nha. Sớp lọc gió. Còn mà nếu mà em bán cái bô e không là em không có gắn anh chị, là cái đó phải mua thêm á. Đó. Đó. Rồi, để test cho anh chị xem. Trời, nãy giờ quên tắt. Để em tắt wifi anh chưa, để người ta điện vô cái nó tắt wifi nữa. Đó. Rồi quay test máy anh chưa. Đó. À, cái dòng này là em lên là không cần khoan lỗ nha anh chị. Anh chị muốn mà lên khoan lỗ thì em lên theo kiểu khoan lỗ, mà bây giờ lên khoan lỗ hết lên được anh chị ơi. Cái máy có hai cái trứng giấy, lấy cái trứng giấy bán mất tiêu mẹ rồi. Tại vì cái máy khách kia vô sửa buộc cái qua lăng của anh không đúng rồi, thuộc buộc em lấy em gắn luôn rồi. Giờ nè, cái chế này là cái máy này để dành em lên cho TG33 anh chị, lên chế cho người ta. Mà bây giờ em gỡ em bán cái qua lăng mất tiêu luôn rồi. Có anh khách kia anh hỏi mua nữa có đâu nữa bán. Giờ còn cái máy chưa đổi gì đó. Đó. Nè, thì những cái dòng này á, em nói thiệt anh chị, cái dòng này là khó chơi lắm nha. Đúng thầy mới đúng được bệnh nha anh chị. Không phải em nói gì nha, tại vì em thấy anh em mua mấy cái chế này á, về mà lên mấy cái này nè, chủ yếu lên mấy này kỹ là nó xài được anh chị ơi. Chứ anh thấy lên không kỹ không xài được. Nè, rồi anh chị coi nè nha. Nếu mà cái dòng này mà anh chị mà lên lửa 260 sao chạy. Cái này là lửa mới rồi nha anh chị. Đó, nhưng mà lửa này là lửa thứ này nè anh chị. Ba chân như nè. Đó. Thì chứ anh chị mà lên lửa 260 em bao anh chị, nếu mà em canh máy nha, em canh chế á, là em chạy bao suốt cục lửa luôn, rồi quất nát bấy cái máy luôn. Đó. Con này nè, này là em đi là đủ họng lớn hết nè anh chị. Đợt này chế 143 này á, là em gọi là 330 nó cho dễ phân biệt á. Nhưng mà anh chị nói đúng nha, chứ không thôi nhiều lúc người bán người ta không hiểu, người ta đưa chế 260 nó xài chung với 330 anh chị, nhưng mà nó không đủ họng luôn à. Đúng lực của 330 là nó xài chế 143 mới đúng. Giữ cái ga được đó, là cái máy mới chạy được nha anh chị. Nè, cái chế này anh chị còn dễ canh nha. Anh chị gặp cái chế 260 khó canh lắm nha anh chị. Nè, nghe ga nè.
em chưa có gắn mod lục gió nha, chừng nào mà gửi đi em mới gắn vô, nó là một cái cho anh khách xong. Nè anh chị thấy không, nếu mà máy em chạy cỡ này thì cái chế 260 sao chịu nổi anh chị, chạy nó quất một cái nát bấy luôn cái máy luôn á. Ganh tì nhỏ anh chị. Rồi ok anh cách chơi. Dòng TD này á anh chị canh sao á vịnh cứ ngắt ra luôn nó chạy được mới được nha. Còn anh chị thấy mà nè, phải không, anh chị lên tới đây nè mà cái máy nó vừa gống á mà anh chị giữ luôn đúng không, nó nổ cái máy thiệt nha. Nếu mà anh chị canh không tới á, nó nổ luôn á, nó nổ cái máy là lắc con mồi luôn, là lòi con mắt luôn á anh chị đó. Anh chị phải gồng bằng áo giáp đồ đàng hoàng để nó nổ cái máy. Tại nếu mà anh chị mà đã lên chế rồi nó mạnh như súng á anh chị, nó mạnh như súng luôn. Đó. À, nhìn cái tay em nè. Rồi, nhưng mà em bao anh chị á nè, cái lửa này nha, anh chị chạy thấy không? Thấy em bấm toàn hết ga không thấy không? Nhưng mà nó không nóng miếng nữa, nó mát lạnh giống như là bỏ cục đá vô đây luôn anh chị, em thiệt luôn á. Còn mà anh chị để cái lửa zin đó nha, dưới cái bô đó nha anh chị, nó là cái máy nó nóng chịu không nổi luôn, nó nóng chịu không nổi luôn. Cái này á em bao anh chị nó chạy không thua TG33 đâu nha anh chị, tại vì em làm em biết, thì lúc em nói anh chị đâu biết đâu, tại vì anh chị đâu có lên nổi cái này đâu. Em bao anh chị nếu mà ai mà lên nổi này em chết liền, lên nổi chạy phải bấm gai nè mới biết chính xác nha anh chị, chứ không phải nói không phải em nổ hay là nói làm gì đâu. Tại vì em thấy nhiều người anh chị mà bấm để giữ được là cái chế đó đó, cái máy đó về tới tay phải không anh chị á. Nè anh chị cứ bấm giữ lại cho em đi đó, nếu mà anh chị thấy giữ được là cái máy đó về anh chị chạy nó không có đi sửa. Còn anh chị bấm tới đây phải không, cái nó gống lên ý... sợ quá buông tay ra đó. Anh chị để ý cái tay người ta đi nè, anh chị cứ để ý cái tay em đi đúng không, cái tay em bấm em sợ buông ra là mấy cái máy đó là nó khoát lên đó, nếu mà vịnh nữa thì nó nổ cái máy luôn, rồi lắc con mồi luôn, lắc con mồi là lòi con mắt đó anh chị, thấy không. Rồi thôi em để em lên lửa cho khách nha anh chị, không để em test lửa, lửa là em làm hết rồi đó, cái này là em làm xong hết đó nha, em làm bằng máy vi tính không anh chị đó, nó giỡn chứ làm bằng tay không làm muốn chết luôn anh chị, bởi em làm lần năm mấy cục chứ làm cục rồi khách kêu làm cục nó mất thời gian lắm. Bây giờ chế gì nữa, chế gì ta, phíp gì đó, phíp em làm lần cũng 5-7 miếng anh chị ơi, chứ làm kêu một cái máy làm mấy người xong người khác đặt cái thôi làm chết luôn á, em làm phải 5-7 miếng đó. Rồi thôi em chào nha, bye.